ếch, rang muối, tôm chiên. Cái tôm này lúc nào thấy thì mình cho bột cho đỡ bị ướt. Tôm xài 35 con, 1 ký. Lúc nào mà mình thích mình rút được luôn, mình cứ để cũng được luôn. Nó đủ tiền. Còn lúc nào mình thích mình rút cũng được. Giờ đang chưa dầu, sôi lên chiên. Sau khi mỡ nó đã sôi lên ra, bắt đầu cho bách vào trước rồi. Chiên ếch cho cô lên các bạn, chiên 20 các bạn. Đây là mấy tay chiên lên qua một lực lên đường này. Đấy, chiên chiên cắt đoán này, toàn đi rồi. Hay là đổ ra nhé, lấy cái đổ này. Ếch chiên được một lửa rồi các bạn. Các bạn nhìn dập dọn đấy. Còn từ ếch cháu ếch. Cái này còn chiên một lửa nữa các bạn nhé. Nhưng tôi chiên này là chiên hai lửa thì nó mới giòn và nó sẽ cứng như săn chắc cái miếng thịt này luôn các bạn. Các bạn nhìn dập dọn đấy. Nhìn cái đuôi ếch này. Quá ngon. Đang xì ra đấy kìa các bạn. Chú mở to cái kia bạn to thứ nó lại qua một cái ngóc à, nó có một cái ngóc nó bé. Chú mở to nó xuống đá nó là à, hơi hết gà luôn. Ra được cái thầy như khác tôm cho các bạn tôm tôm sai 35 này cả tư 35 này. Vâng, tôm này cũng chiên hai nửa nữa các bạn, nó mới giòn này. Đây mới đang chiên một mình. Yếu trên này là hơi hơi cái kia. Đây, đó. Các bạn nhìn tôm to kìa. Đây các bạn. Tôm chiên được một lửa rồi. Sao chưa? Rất ngon. Đây là tôm mới chiên được một lửa các bạn nhé. Còn một lửa nữa mới ăn được. Một lửa nữa thì chiên lại một lửa nữa thì cái lớp da này nó sẽ giòn. Bây giờ thì vẫn chưa giòn được. Chiên một lửa nữa thì nó sẽ giòn hơn. Cũng đang cứng nhưng mà không chưa giòn được. Chưa giòn cứng này. Đây bên này là ếch đây các bạn. Đây da ếch đây. Đây da ếch đây các bạn. Hấp dẫn. Giờ mà làm miếng này mà ngoan được một cái thì quên sầu luôn. Rất ngon. Tôm cũng chiên được một lửa đấy. Ếch cũng chiên được một lửa các bạn. Đây đang bây giờ đang chiên lửa hai đây các bạn. Ếch. Ếch cả muối. Chiên lửa hai các bạn.
tôm cũng bắt đầu đi chiên lửa hai. Xong rồi đây chú. Chú đang xong rồi đấy. Vâng vâng. Chào đây. Từ giòn lên đi. Vâng. Đánh rồi. Đánh rồi. Cứng hết rồi. Đây, cho các bạn cái đuôi này. Úi xa. Bằng giữa cũng giòn tan rồi. Học rõ như này. Đây, cho các bạn xem đi. Mấy con ở đây là các bạn. Hôm chiên xong rồi này. Có. Con đang tiểu hoa nữa đấy. Còn đây là ớt trong muối cũng xong rồi đây các bạn. Xong rồi đó, hai món tôm. Chính ra xếp ấy, thì các bạn xếp vào đĩa 10 nó đẹp hơn này, nhưng mà đây là mình xếp hết đĩa 9. Đồng. Cái này xếp vào đĩa 7 cũng đẹp, nhưng cái này là mình xếp vào đĩa 9 này. Đấy, này là đĩa xếp vào đĩa 9 này. Còn đây là đĩa 7 ngày xưa thì nó nhìn hơi không được bắt mắt đẹp cho lắm. Hoàn thành đây các bạn, hai đĩa tôm. Quá đẹp. Ngon. Hấp dẫn. Ăn thử miếng đi. Quay xong một tí lại hết trong. Làm thử miếng ra. Đầu bếp nột dao bạn này. Giòn. Quay gần rồi các bạn. Ngon. Đỉnh luôn. Đỉnh của chót. Đỉnh của chót thật. Đúng đỉnh của chót. Đây cho mình. Nhà mình chưa có đĩa chuyên dụng để xếp, nó chưa được hấp dẫn với các bạn, nhìn chưa được. Cái đĩa chuyên này dùng thì quá quá hấp dẫn, quá ngon luôn. Thôi mình cũng xin kết thúc cái video này rồi. Tôm hết đến bạn thì được chứ bao giờ. Xem video nữa thôi, video hai các bạn hãy cho mình một nút like, một share, một đăng ký kênh nhé. Xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn với những video với những món ăn tiếp theo.